Chào thầy, chị Minh và các bạn. Em tên là Nguyễn Mạnh Tường, sinh viên thực tập ngành quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thì em đang tìm hiểu công việc của trung tâm Athena và tiến hành lựa chọn đề tài của mình. Tập được bao nhiêu lâu? Hôm nay là buổi thực tập thứ chín của em. Hiện tại em đã học được rất nhiều điều về các cách phương thức để marketing online, việc ghi chép sổ sách và tiếp nhận sinh viên thực tập mới của trung tâm. Mong muốn của em khi thực tập ở Athena đó là tìm hiểu về các gói sản phẩm của công ty, cùng với đó hiểu được về đối tượng mục tiêu của các gói sản phẩm đó. Từ đó nắm được sơ sơ về mảng công nghệ thông tin, marketing và an ninh mạng.